Mưa đã có ô, lạnh đã có áo. Muốn có kim cương hãy đến với shopkaligaming.vn. Mua 1 tặng 2, tính tiền ba, đảm bảo có gấu chơi Noel. Hả? Hello mọi người nhá, mình là Kelly đây. Đó. Nhung lợn kia làm gì đấy? Thì hôm nay mọi người ạ, thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhà của ông bà mình xong đang làm như thế nào rồi mọi người ạ. Thì mọi người thấy cảnh đẹp không? Đây. Nhà của ông bà mình đang làm là nhà sàn nha mọi người. Đó, đây là để mình quay cho mọi người xem này. Đây thì mắm quay cho mình. Con nhung lợn này nó bảo nó lên đây quay video cùng nó lên đây sống ảo rồi ạ. Đó. Hello mọi người. Đây, nhà sàn nè. Đây là nhà ông bà của mình trước thì mình có quay cho mọi người xem rồi lúc mà chưa phá ấy. Đây nhà bếp này mọi người, mẹ của mình đang nấu ăn các kiểu trong đấy. Thì mọi người thấy cảnh xung quanh đẹp không? Bên ngoài kia là đồng ruộng các kiểu. Đấy, xịn. Con Nhung kia làm gì đây? Tập thể dục luôn. Đâu, quay mặt ra đây. Quay mặt ra đây tập thể dục xem nào. Đó, ui, đấy mọi người thấy không? Ông đang tưới cây. Đó. Mọi người thấy hoàng hôn đẹp không? A few minutes later. Ui, đi lượn lên kìa. Lý ơi! Hả? Làm gì đây? Ra đây, lên đây. Lên bằng đường này nè. Đấy mọi người, Lý lợn tự nhiên nay mình đang quay video tự nhiên tới này. Ok. Đây, ra cầm tay anh nè. Ôi. Con nhung lợn ở trên à? Con nhung lợn nữa. À, tôi đừng có móc tay đâu. Ôi, này cảnh đẹp thế. Ở trên này cảnh đẹp. Ôi, cảnh đẹp. Sao đẹp bằng em? Nani. Mày đẹp bằng em này. Anh, nhưng mà anh trả lên cho em, anh cũng không... Không tặng kim cương, không... Anh nghe thường. Không tặng kim... Không lên thường. Anh chơi với em, anh không nhớ em đúng không? Không nhớ em đâu, vẫn yêu em mà. Tự nhiên nay ra nhóng nhéo với người ta này. Nhóng nhéo này mọi người này, nhóng nhéo này. Hôm trước nó dám hôn anh đấy. Đánh nó đi, anh đang ngồi nó tự nhiên ra hôn anh. Hội đồng nó à? Đó. Thế bây giờ thế nào? Bây giờ ra đây nhớ anh hay là muốn kim cương? Nhớ cả hai. Khôn thế quê mình đây. Nhớ cả hai luôn đó. Anh hát thương em một em. Rồi, để anh tặng kim cương cho. Làm này lâu rồi không quay vlog với Ly mà. Con bé rồi. À, bé rồi nè. Thôi đi xuống đi. 2000 years later. Đi ơi. Ôi giời ơi mọi người ơi, đang mùa đông, đang mùa lạnh lạnh thế này tự nhiên đi chạy ra cho mình chứ cho mọi người ăn ít cơm chó nè.
Được thôi mọi người ạ. Thì bây giờ là mình sẽ vào rút kim cương cho Ly nha mọi người. Okay. Đây. Ok. Vào thẳng vấn đề. Vào thẳng vấn đề luôn, đó chính là quay kim cương. Quay kim thử vận may quay tay cho đến. À thế à? Đây mọi người ạ, shop của mình, shop kelygaming.vn thì mình lại vào shop của mình để mà rút kim cương thôi mọi người ạ. Shop của mình thì có vòng quay 19k này, 20k, 18k từ đến 100, 150 các kiểu có hết mọi người ạ. Mọi người có thể thử vận may thì tiền nào của đấy thôi mọi người. Thử vận may cái nhiều tiền hơn thì nó tỷ lệ ra cao hơn đó. Thì bây giờ mình thì mình không có tiền đâu, mình có 112.000 trong shop thôi mọi người ạ. Thì link shop của mình dưới phần mô tả nha. Đây, mình sẽ vào cái vòng quay à lật bài siêu nhân gao đi. Ừ. Tuổi thơ. Ui, gao xanh, gao vàng, gao trắng, gao đỏ luôn. Em lấy gao đỏ. Gao bạc, yes. Gao bạc, gao bạc. Ui, 110 kim cương. 110 kim cương rồi. Tiếp nào. Mình thích nhất là gao bạc mọi người ạ. Tại vì hộ ngày đây này, gao bạc 9999 kim cương. Ngày xưa ấy, thì mình thích gao bạc lắm. Gao đỏ không thích đâu, mình thích cái kiểu gao bạc nó khỏe mọi người ạ. Đó, thì gao bạc. Gao đỏ khỏe. Gao bạc cơ. Ơ này, quả đấy mình mà chọn vào chỗ này thì trúng rồi. Em đẹp lắm. Em làm cho. Đây. Ơ, nó đổi đúng không? Toàn gao xanh nhỉ? Ừ thì phải đổi chứ. À hiểu rồi em tưởng. Tiếp. Wow. Ui gao bạc nhờ. Nhìn bà Ly lợn kìa mọi người. mình hôn kiểu này giống như kiểu thằng bút gao minh vậy mọi người. Như này. Bạo hành phụ nữ. Quá chuẩn luôn. Bạo hành phụ nữ. Bằng nụ hôn. Bạo hành người yêu bằng nụ hôn. Gao vàng. Quay hết cho hết 100k luôn đi. Ui, không xa. Gao xanh. Ok, thì bây giờ là mình rút kim cương thôi mọi người ạ. ID này, copy ID của Ly nè. Đó, xong bây giờ copy nè, cho Ly 5.000 kim cương nhá. Ok nè. Này nhóm nhéo cơ. 1k, 1 lần nè. 2 lần nè. 3 lần. 3 lần nè. 2 lần nè. 3 lần nè. 4 lần nè. 4 lần này. 5 lần. 4 lần. 6 lần đi. Ok. Thì hơn 5k kim cương rồi, bây giờ là chờ kim cương vào nick để mà phá thôi. Yeah. A few moments later. Bây giờ quay cái gì đây ta? Okay. Ui. Có bộ này mới nè. Bộ này em có chưa? Chưa. Thích không? Em không thích nhân vật nam. Thích nhân vật nam á? Nhân vật nữ xấu đấy. Nhân vật nữ xấu á? À, đây là đồ hả? Ừ. Lấy đồ, lấy đi, cả nam cả nữ luôn. Đây là skin đấy. Cả nam cả nữ luôn em mơ à? Nghĩ gì? Hơi bị bóp đấy. Đây mà ra 7 bản vé thì ok này. Hello, em quay ra 7 bản vé thì ừ. Hôn nè. Quay từ từ thôi, chậm rãi thôi. 1, không ra. 2, không ra. Em ra anh, em bản bé anh sẽ tặng em hôn một phát. Ừ. Ờ tặng hôn một phát mà. Em quay cho. Ơ nè ra bây giờ chỉ cần 2 bản bé. Đá nó thôi. Một đá nữa thôi là mình được một đồ đó xịn luôn thì bộ đấy màu, thích bộ màu đỏ hay bộ màu vàng hay bộ màu xanh. Bộ màu đây bộ màu tím à. Ừ. Màu đỏ đi. Bộ màu đỏ hả? Ok bộ luôn cả. Bây giờ chỉ cần một à, bây giờ hai đá nữa thôi. Hai đá nữa là được hết à? Ừ. Một đá. Em quay cho. Hai đá nữa được hết là được một bộ nào thôi. Được một bộ thôi. Một đá nữa thôi. Cố lên một đá thôi.
Ui sao tự nhiên bản vé? Cần. Cần thì. Rồi. Rồi. Ui ra cả đá này, đây ra cả đá này. Thấy chưa? Hi. Nè, bây giờ được bộ nữ nè. Ơ thế này, em quay bộ nam hay bộ nữ? Hả? Em quay bộ nam hay bộ nữ? Như nhau hết mà, đây đá dưới tác mà. Đó. Được không, được không? Cái này được cái tóc. Và thay nhân vật đi. Thay được. Đây nhân vật gì, đây nhân vật gì? Đây Kelly. Được cái tóc mọi người ạ. Còn 1.200 kim cương là... Ui, Scar này đi chứ... À, Scar đi có rồi. Không có cái gì là đi không có. Chỉ có... Chỉ có định... Thuận thôi chứ có. Đang định nói là... Ui! Ra súng luôn nè. Đổi tên pet đi. Đổi tên pet. Anh hiểu tên pet tên gì chưa? Yêu Cao. Ly làm yêu anh Cao. Yêu thằng bớt luôn. Yêu thằng chó bớt luôn mọi người. Con Ly lần này yêu thằng chó bớt luôn. Ok mình hiểu. Mẹ. Thằng chó bớt này dám yêu ly lợn của ta. Chó Vút. Sao lại đặt là chó Vút? Yêu Kelly. Yêu Nhung. Yêu chồng Kelly. Chén xuống. Đó Kelly. Khánh Ly. Chắc là định mệnh đặt cho em tên. Đó, để Thuận yêu đi. Để cái chứ Thuận yêu đi mọi người. Đấy, lát lát. Ok, thôi, thế bây giờ không đổi nữa mọi người. Ok, thế bây giờ ra đây nhá. Mất công từ nhà đến đây, được một bộ đồ sướng nhá. Bộ đồ xịn nhất đây. Cảm ơn. Cảm ơn thì phải làm gì? Ui. 1, 2, 3, cảm ơn thì là phải làm gì? Em cảm ơn. Ừ.